Mặt tối của khoa học. Thí nghiệm quả bom sốt rét của Đức Quốc xã. Trong Thế chiến thứ hai, hơn 1.000 người tại trại tập trung Dachau đã trở thành chuột thí nghiệm về khả năng miễn dịch của cơ thể với virus sốt rét. Khi ấy, tôi mất trí và mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ. Leo Michalowski, một nạn nhân sống sót sau thí nghiệm, đã cho biết. Vậy thì thí nghiệm quả bom sốt rét của Đức Quốc xã thực sự đáng sợ đến đâu? Câu trả lời sẽ có trong video ngay sau đây của Tagai Channel. Đức Quốc xã đã từng săn lùng, giống mũi khỏe và gây bệnh sốt rét. Mặc dù sự thật là trong chiến tranh, Adolf Hitler đã ban hành sắc lệnh cấm các loại vũ khí sinh học. Nhưng mà nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học vẫn tranh luận về việc liệu có hay không một chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học được Đức Quốc xã bí mật tiến hành. Bởi vì trên thực tế, có một nghịch lý đầy nguy hiểm, đó là hoạt động nghiên cứu phòng tránh và chế tạo vũ khí sinh học thoạt đầu đều trông rất là giống nhau. Và đôi khi chính việc nghiên cứu phòng tránh lại dẫn đến việc tạo ra vũ khí sinh học. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết, Đức Quốc xã đã cho muỗi đốt các nạn nhân hoặc bơm trực tiếp loại máu nhiễm bệnh vào tĩnh mạch của họ. Sau khi các triệu chứng như là sốt kéo dài, đau đầu hoặc hôn mê xuất hiện, bác sĩ tiếp tục bơm máu nhiễm bệnh lần thứ hai vào cơ thể của bệnh nhân để nghiên cứu khả năng chống chịu. Ở một diễn biến khác, nhà nghiên cứu Reinhardt nhận định Đức Quốc xã thật sự đã tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học dưới lớp vỏ bọc là viện côn trùng tại trại tập trung Dachau do chuyên gia côn trùng học Eduard May đứng đầu. Ông Reinhardt thì cho rằng May đã biết trước là ông ta đang nghiên cứu vũ khí tấn công nhưng mà vẫn giả vờ. Trên tờ Enervo, Reinhardt đã viện dẫn những báo cáo do May ghi chép được chính phủ Đức lưu trữ. Trong đó thì nhà nghiên cứu May này gọi một giống muỗi mang mầm bệnh sốt rét là phù hợp nhất cho việc thả bản án hành quyết từ không trung. Nghiên cứu đã được tiến hành tại viện côn trùng Dachau để kiểm tra liệu những con muỗi này có thể sống sót trong bao lâu trên máy bay. Kết quả cho thấy muỗi Anopheles mang mầm bệnh sốt rét có khả năng sống lâu hơn rất là nhiều so với các loại muỗi khác trong tình trạng đói. Tuy nhiên, trong điều kiện mùa đông giá rét và thiếu những đầm lầy ẩm thấp tại Đức, những con muỗi mang mầm bệnh sốt rét lại không hề khả năng sống sót. Trong khi đó, thì nhà sử học Frank Snowden của trường đại học Yale, Mỹ lại khẳng định rằng Đức Quốc xã thật sự đã đưa muỗi mang mầm bệnh sốt rét vào khu vực phía nam của thành phố Rome, Italy vào năm 1943. Dựa vào các ghi chép của quân đồng minh và Italy, bản thân ông Reinhardt cũng thừa nhận rất khó để có thể chứng minh Đức Quốc xã đã lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh sinh học, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn ở Đức vào cuối cuộc chiến. Với sự tháo chạy của quân đội Đức Quốc xã, sự kiểm soát của quân đồng minh và việc nước Mỹ tham gia cuộc thí nghiệm tương tự, trong đó để có hợp tác với một số nhà nghiên cứu thời Đức Quốc xã vào thời điểm sau chiến tranh, thì bất kỳ bằng chứng nào còn tồn tại đến giờ cũng khó thể sử dụng để mà đưa kết luận chính xác. Vậy thì vì sao Đức Quốc xã lại lập nên Viện Côn trùng học? Ngoài ra, trong bản nghiên cứu của mình, ông Reinhardt cũng đặt ra câu hỏi: tại sao đội cận vệ của Đức Quốc xã lại cần một viện nghiên cứu côn trùng? Câu trả lời mà ông đưa ra đó chính là những con cháy. Lật lại lịch sử, trên mặt trận phía đông, loài ký sinh trùng mang theo bệnh sốt phát ban này đã gây thiệt hại cho cả lực lượng cận vệ của Đức Quốc xã và các tù nhân. Reinhardt cho biết vào năm 1942, May đã đề nghị nghiên cứu về loài cháy, muỗi mang mầm bệnh sốt rét và cả rùi nhả. Phần lớn các nghiên cứu tại Dachau là nhằm tiêu diệt những loài côn trùng gây hại. Nhưng mà theo Reinhardt, một vài nghiên cứu số đó rõ ràng là có liên quan đến chiến tranh. Đức Quốc xã cần viện côn trùng học vì các thành viên và tù nhân ở trại tập trung Dachau đều bị cháy giận. Nghe thì có vẻ sặc mùi nhân đạo. Thế nhưng mà trên thực tế tại trại tập trung này, họ sử dụng tù nhân làm lao động nô lệ cho công ty vũ khí và hóa chất, nên cần họ sống sót, không chết vì các bệnh lây qua cháy giận hay là chuột. Năm 1942, Viện trưởng May đề xuất nghiên cứu cháy giận, muỗi Anopheles và rùi nhả nhằm tìm cách tiêu diệt các loài côn trùng gây bệnh. Tại trại Dachau, từ tháng 2 năm 1942 đến tháng 4 năm 1945, Đức Quốc xã đã tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra hệ miễn dịch của tù nhân với bệnh sốt rét. Các tù nhân khỏe mạnh bị nhiễm bệnh bằng cách cho muỗi đốt, cấy virus vào trong cơ thể hoặc tiêm chất nhầy mang virus của muỗi cái. Sau khi đã nhiễm bệnh rồi, các tù nhân được điều trị bởi các loại thuốc khác nhau để theo dõi hiệu quả. Có khoảng 1.000 người đã phải tham gia vào cuộc thử nghiệm này và một nửa số họ đều đã thiệt mạng. Kế hoạch thả quả bom sốt rét từ không trung. Theo phim tài liệu Sốt rét, vũ khí bí mật của Hitler vào năm 2017 của đạo diễn Lucio Modica, vào năm 1944, các nhà dịch tễ học, khoa học của Đức Quốc xã đã thí nghiệm thả muỗi ở miền trung của nước Ý
nhằm chặn bước tiến của cộng đồng mình và trừng phạt dân thường. Hậu quả là hơn 50.000 người mắc bệnh sốt rét với triệu chứng vô cùng trầm trọng. Từ xưa người ta đã biết đến cách phát tán vi sinh vật mang mầm bệnh và chất độc tự nhiên vào khu vực của đối phương. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, cả phe đồng minh và Nhật Bản đều đã thực hiện các chương trình nghiên cứu sản xuất vi khuẩn dùng để làm vũ khí sinh học. Tuy nhiên là kế hoạch thả muỗi không có quá nhiều thông tin chi tiết, ngoài mấy cụm từ như là trạm nuôi, địa điểm thả từ trên không. Thiết bị mà ông May có ở thời điểm đó cũng thực sự thiếu và yếu. Thêm vào đó thì loài muỗi lan truyền bệnh sốt rét cũng khó mà sống sót ở Đức, vì nước này có mùa đông lạnh và thiếu đầm lầy ấm. Vậy nên chi tiết về kế hoạch phát tán quả bom sốt rét đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngoài quả bom sốt rét, Đức Quốc xã còn từng gây rúng động về thí nghiệm người bất tử. Có thể nói là chính bởi những niềm tin vào sự bất tử siêu nhiên của loài người mà Đức Quốc xã đã cố gắng tạo ra những siêu chiến binh, người bất tử, từ việc thử nghiệm hàng loạt các phương pháp, loại thuốc, chất kích thích. Theo đó, các nhà khoa học thuộc tổ chức Anaber đã thực hiện nhiều thử nghiệm trên con người, làm cho cơ thể của họ khỏe mạnh hơn, trở thành các siêu chiến binh. Để thực hiện được việc đó, một loại thuốc thử nghiệm có tên là D9 với thành phần gồm nhiều loại thuốc phiện và thuốc giảm đau đã được sản xuất. Họ cho rằng loại thuốc này sẽ làm tăng khả năng tập trung của chiến binh, giúp họ không cảm nhận được sự đau đớn, không buồn ngủ, không đói khát, làm tăng sức chịu đựng của mỗi người. Lần đầu tiên thuốc được thử nghiệm trên các tù nhân tại trại tập trung ở Sachsenhausen và cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Loại thuốc này đã thực sự cho thấy những người tham gia thí nghiệm tăng đáng kể sức chịu đựng và khả năng tập trung cao hơn. Khi được thí nghiệm trên những tình nguyện viên quân đội với hành trang là những ba lô lớn, họ đã có thể hành quân không ngừng nghỉ trên quãng đường dài 130 km đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, loại thuốc này với bản chất là thuốc phiện đã khiến cho những người tham gia thí nghiệm không thể nào cai. Dù vậy, Đức Quốc xã vẫn coi đây là một thành công và chính thức đưa D9 vào sử dụng với mức độ hạn chế trên thực địa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 1944. Thế nhưng mà chiến thắng của quân đồng minh đã ngăn nó được sản xuất hàng loạt, phá vỡ kế hoạch cung cấp siêu ma túy cho toàn bộ lực lượng quân sự của Đức Quốc xã. Các nhà khoa học của Đức Quốc xã cũng tin rằng cơ thể chúng ta chết vì bộ não của chúng ta. Bộ não quyền kiểm soát tối hậu các quá trình sinh học, bao gồm cả cái chết. Và cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào bộ đếm ngược thời gian. Từ đó, những nhà khoa học gia điên rồ này tin rằng não bộ có tính năng gọi là Universal Kill Switch, tính năng ngắt vạn năng, ghi nhận cơ thể bắt đầu suy sụp ở một độ tuổi nhất định và cuối cùng sẽ chết. Nếu mà tính năng này bị tắt, bộ đếm ngược đến ngày chết sẽ không hoạt động. Theo đó, quá trình lão hóa và suy thoái sẽ dừng lại và nghiễm nhiên con người trở nên bất tử. Bởi niềm tin đó, các nhà khoa học của Đức Quốc xã đã chọn một địa điểm ở Nhật để tiến hành thử nghiệm. Vào năm 1942, thí nghiệm bắt đầu được tiến hành khi họ lập ra một trại trẻ mồ côi bên ngoài thành phố Hiroshima và buộc các em phải làm vật thí nghiệm. Sở dĩ những đứa trẻ trở thành vật thí nghiệm bởi các nhà khoa học điên rồ cho rằng tính năng ngắt ở não bộ chúng chưa được kích hoạt. Để tìm ra tính năng bí ẩn này, họ phẫu thuật não của người lớn lẫn cả trẻ em để đối chiếu với nhau và tuyên bố tìm thấy nó trong tiểu não, bộ phận kiểm soát tất cả hoạt động ý thức dưới não. Sau đó họ bắt đầu phẫu thuật loại bỏ phần mà họ tin là có chứa tính năng ngắt ở não của trẻ em. Lẽ tất nhiên là không có thứ gì gọi là tính năng ngắt ở đây cả. Tiến trình này chỉ khiến số trẻ em tử vong tăng lên và thi thể của chúng bị vùi lấp trong những cái hố được đào sơ sài trong rừng, hệt như số phận của những người thiệt mạng vì quả bom sốt rét. Và quả thật là chủ đề những thí nghiệm điên rồ vô cùng hấp dẫn. Kính mời anh em tiếp tục đón xem Mặt tối của khoa học, thí nghiệm búp bê Bobo đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.